Xin chào, rất vui vì lần đầu tiên được diện kiến các bạn. Mình là Quỳnh Anh Vịt, thành viên mới của hội kín tốc 5 lạ kỳ trong vai trò chuyên viên phân tách, ngấu nghiến và bóc phốt phim. Và bộ phim đầu tiên có vinh dự được Quỳnh Anh giày xéo chính là Mẹ chồng của Lý Minh Thắng. Mẹ chồng lấy bối cảnh giả tưởng tại làng Đại Điền thập niên 50 với câu chuyện bi kịch được ví như trang huyền sử của nhà Huỳnh Văn Lịnh. Phim là một tấn bi kịch cuộc đời và số phận của những nàng dâu trong gia tộc danh giá ấy. Do không sinh được con trai nối dõi tông đường, cô Hải Trân bị mẹ chồng khinh thường và phải chịu cảnh lấy chung chồng với cô Bảy Loan. Sau này, ba Trân sinh được con trai và vãn bại bị lật ngược. Ba Trân dần nắm quyền lực gia đình. Chịu trao lại gia bảo cho tôi. Người con trai ngây ngô của ba Trân tên là Hai Phước, có hai vợ là Tư Thì và Tuyết Mai. Cả hai nàng dâu này cũng chịu áp lực của việc sinh con nối dõi. Đằng sau lớp vỏ giàu sang phú quý, câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu với những cơn sóng ngầm cứ liên tục xảy ra trong gia đình này. Với chiến dịch quảng cáo rầm rộ, mẹ chồng đã thu hút không ít sự chú ý và tò mò của khán giả. Thế nhưng, thành công trong việc truyền thông này lại là cú phản đêm đau đớn đối với đoàn làm phim khi mẹ chồng chính thức ra mắt bản dân thiên hạ. Không ít khán giả bước ra khỏi rạp với nỗi thất vọng tràn trề. Vì sao á? Vì bốn điều sau đây. 1. Cảnh nóng bị cắt. Cách đây không lâu, đoàn làm phim Mẹ chồng đã hé lộ một cảnh nóng chân trụi của ba Trân và cậu Hai Nhất, khoe trọn tấm thân ngót nước của nam diễn viên và hơi thở dạo dực gấp gáp của nữ người đẹp. Đoạn phim táo bạo này đã thu về rất nhiều sự chú ý. Thậm chí, nhiều khán giả còn rủ rê nhau đến rạp chỉ để xem cận cảnh từng thớ thịt của Song Luân được xếp ngăn nắp thế nào. Ấy vậy mà, vừa nhận được vé đã hụt hẫng tập 1 khi vé để 16 cộng. Và y như rằng mò nổ mắt cả trăm phút chiếu phim vẫn không thấy cảnh 18 cộng thân quen đâu. Hey, hụt hẫng tập 2. Khán giả vừa tức vừa tiếc vì bỏ tiền ra mua đầu dê nhưng lại phải ăn thịt chó. Giống như là treo đầu dê bán thịt chó. 2. Trang phục quá rối rắm. Mẹ chồng lấy bối cảnh Nam Bộ thời kỳ 30-60. Thế nhưng những trang phục trong phim lại không phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và thời trang lúc bấy giờ. Với sự đầu tư quá mạnh tay dành cho trang phục, những đường cắt may hiện đại và những họa tiết công phục cực kỳ trendy đã khiến cho những bộ trang phục trở nên chói lòa và lạc lõng. Kèm theo đó là trang sức rườm rà cùng các trang điểm sắc sảo, tỉ mỉ và sành điệu đến từng chiếc móng tay của diễn viên khiến cho các nhân vật trở nên quá sang trọng và lộng lẫy so với bối cảnh chung của cả bộ phim. 3. Diễn viên quá người mẫu. Có lẽ cũng bởi trang phục lấm lộn đến mức rối rắm ấy mà các diễn viên thỉnh thoảng vẫn nhầm tưởng rằng mình là người mẫu. Chẳng khó nhận ra mỗi bước đi của cô Tư Thì Lan Khuê cùng đôi tay chắc hờ hững ngay bụng. Thật không khác gì màn trình diễn trong Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014. Ngay cả Thanh Hằng với diễn xuất xuất thần cũng không thoát khỏi phong thái vơ đét vốn có của mình. Thế là bộ phim cứ như một fashion show của những người đẹp vậy. 4. Phim thiếu kịch tính. Khác hẳn phần trailer được tung ra với những chi tiết kịch tính và âm nhạc rồn rập, toàn bộ bộ phim lại là một chuỗi những tình tiết không mấy bất ngờ, nhất là cái kết mở của phim thì quá dễ để đoán trước. Đối với chủ đề mẹ chồng nàng dâu xưa như trái đất này, thì bộ phim được kỳ vọng cần có nhiều cao trào, xéo sắc và gắt hơn nữa. Rất may là diễn xuất sắc sảo của Xà Vương Thanh Hằng cùng sự xuất hiện đầy cao sang và ám ảnh của diễn viên 6X đã giúp gánh được vẻ đều đều non trẻ của dàn diễn viên còn lại. Tóm lại là dù được cho là cú chốt sổ đầy nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam cuối năm 2017, tuy nhiên mẹ chồng vẫn mang cho mình không ít những nỗi thất vọng to đùng đoàng. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment nhé! À, đừng quên like video và subscribe kênh YouTube Top 5 Lạ Kỳ. Hẹn gặp lại các bạn trong các số review tiếp theo.